Trời! Trời! Chị Hương ơi, không biết là đến với phần thử thách này thì chị có thử thách gì cho tụi em không? Đúng rồi chị, tụi em lo sợ quá chị. Ở cái phần 1 rất là dễ luôn. Dạ. Phần này á là các bạn phải chia đội ra, chị diễn trước cho tụi em coi. Phải nhìn cái bạn diễn của mình, các bạn phải làm đúng tâm lý nè. Hình thể, câu thoại, ba cái quan trọng nhất trong một cái tiểu phẩm. Chị thì chị chọn diễn viên cũng đơn giản thôi. Chị chọn nam em với lại Thuận Nguyễn đó. Trời ơi, hình cân bằng ghê á chị. Cân bằng chứ em. Bây giờ chị bàn kịch bản cho tụi em nghe luôn để lát chị làm lại. Chị với lại nam em, tụi chị sẽ chọn chung là làm một nhóm nhạc. Chị là Lisu đi. Chị ơi, em nhớ nhóm nhạc của người ta là tên là Lisa mà chị. Người ta là Sa là kêu Sa, còn chị Sukana, chị Lisu. Em kỳ quá. Còn em đương nhiên em phải làm bồ chị à. Cả đời chị có bao giờ chọn Tấn Dũng làm bồ đâu. Ồ Lisu. Yeah, channel. Yeah. Ta từng là nhóm nhạc vô một lần nữa, có hiểu chưa? Có bồ rồi. Bồ sao? Thư sinh ấm áp tình cảm lãng mạn. Trời ơi. Có bồ không? Không có bồ rồi. Trời ơi, mặt dài vậy mà cũng có bồ không ta. Đẹp trai sáu múi cục đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ và wow. Dễ thương lắm. Rồi người ta có cầu hôn chưa? Chiếc nhẫn có bay lớn hơi hà. Wow. Đẹp hôn. Đẹp quá. Tiếc quá vậy. Đôi cô hôn thức quá. Kể ba lần, lát coi nó nhớ không? Chị nhưng mà thương chị hôn. Thương vô cùng. Ê, hôm nay có hẹn ra đây cho em gặp mặt. Mấy giờ? 8:30. Trên HTV7. Trên HTV7 quay được em. Ghê vậy. Ừ, em hẹn mấy giờ? 9 giờ. Cái gì vậy? Chị nghe điện thoại cháy. Trời ơi, phải di động hả em? Bồn rồi. Ờ, phải nghe tiếng chuông từ điện thoại bàn. Su ơi! Ai hả? Gì vậy? Su ơi, anh tới rồi! Trời! Trời! Em à? Dạ. Nhớ anh không? Nhớ lắm. Anh cũng nhớ em rất nhiều luôn. Hôn một cái xem nào. À, em à? Gì? Anh nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời. Đi anh cầu hôn em. Chúa ơi! Cầu hôn em. Lisu. Hãy chiếm chọn anh đi. Trời ơi. Su à. Su à. Dạ. Em thề với anh, hai đứa mình đứng đây, nhưng có ba đứa kia nó sắp xỉu rồi. Lấy luôn đường nhảy vào đi. Đúng rồi. Hết tư phẩm. Ao ở đây là đẹp. Đỡ rồi. Cả đời ước mơ hôn được cái mặt luôn á thiệt. Toàn hôn có đỉnh đầu. Trời ơi, hẹn 9 giờ mà bây giờ 9 giờ bạn sao gọi hoài không thấy bắt máy. Channel, hello. Channel. Bạn trai chị. Trời ơi, bạn. Trời ơi. Trời. Ê, nói nghe nè. Một chút là đạo cụ phải thiệt nha. Trời, diễn viên gì mà nét diễn phá cổ quá vậy? Ủa sao bạn em xỉu vậy? Em ơi, bóp tay bóp chân con có sao không nè? Em ơi, sao vậy? Giọt bẻ rồi. Em ơi, bình tĩnh. Sao vậy, em bị gì vậy? Em nói chuyện riêng chị xíu. Sao em? Hả? Em đúng cái luật là té một cái bẹp giống hồi nãy đó. Trời ơi, bé này diễn hai tâm lý. Làm sao tụi em theo kịp chị? Ai? Bồ của em. Trời ơi, đây có phải là sự thật không? À, Su à. Anh là con người, anh là một con người khốn nạn. Tại sao? Tại sao tôi đẹp như vậy, tôi sắc nước, tôi cao ráo, tôi mượt mà, tôi như người mẫu như vậy mà anh còn cặp thêm con này? Con này đâu có gì hơn tôi đâu. Hơn nhiều nha. Em. Hơn nhiều. Mặc dù là người ta hơn nhiều, nhưng mà anh vẫn mê em. Anh đến với người ta chỉ vì tiền thôi. Ủa vậy sao nhẫn camera bự dữ vậy? Nhẫn này em đưa tiền anh đi mua mà. Tiếp chiêu đi, chờ chi? 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.